Thì chào các bạn nha. Mình thấy chiếc xe cuốc nó múc đất lên cho xe ben nó chở các bạn. Mùa này mùa dân cũng xạ rồi mà sao có dây ruộng này không có làm lúa rồi. Dây gò quá đó, lại múc đất lên chắc cho xe chở đi sang lắp mặt bằng quá. Mấy chiếc cuốc nó đang múc đất lên xe ben đặng các bạn. Để mình lại quay ít phút chia sẻ các bạn. Ben luôn. Chứ mình ăn cái gào lớn quá lớn luôn. Mấy gào là đầy đi. Đầy chiếc xe này. Con cát 312 các bạn. Nghĩ là trước giờ không có làm lúa là trồng đồ đó các bạn. Trồng đồ chắc lâu năm nó bị gò quá rồi giờ lấy xuống trụng lại làm lúa mình nghĩ vậy.
thì thuộc Tân Điền rồi cũng Quảng Đông các bạn. Cuốn chiếc xe mắc lầy chạy riết lấn đường lên không nổi, đẩy luôn. Trớn chạy lên luôn rồi, cái chỗ lúng đó là mất trớn. Để trở lại một lớp tiếp. Xe chắc hết bình hay gì đấy, cái cuốc đẩy nổ máy luôn. Hay quá.
xe này dòm cái hơi dắt qua đây không nổi, qua chỗ đó bị lúng nhiều quá qua không nổi, qua xe cuốc này phải hỗ trợ rồi, tắt máy luôn nè. Lúng quyết ra quyết đường này. Quay chiếc xe ben này nó chạy qua chỗ đó cái nổi không? Đi sớm luôn. Thùng hồi nãy tài xế nó 4 khối các bạn, cũng có chiếc lớn chiếc nhỏ, có mấy thùng xe chắc không tới 4 khối, có mấy chiếc nhỏ thôi. Rồi có em kia mắc lầy rồi, đường ruộng chạy qua chạy lại nhiều lần quá nó khuyết các bạn, lúng rồi. Đất này mình nghĩ là chắc họ trồng đồ các bạn, có người làm lúa, có người trồng đồ nè, trồng đồ qua nhiều năm quá đó rồi đất nó gò lên, bây giờ mướn xe cuốc lấy xuống lót định mà làm lúa, lấy trũng xuống làm lúa ruộng đó loại mất lầy rồi, dính đây rồi. Lúng nửa bánh luôn, đường ruộng chạy qua chạy lại nhiều lần quá nó lúng nó khuyết, có chiếc cuốc múc nguyên đoàn xe chở luôn các bạn. Nãy người em kia nó nói mấy chục chiếc luôn á, người nó chở đi lấp mặt bằng, cái mặt bằng ở đâu xa đó nhiều xe mới được. Đây nãy mình có nói là thuộc thuộc Tân Điền rồi cũng đông các bạn. Một mình chiếc xe cuốc, bây giờ múc đất, bây giờ giải cứu mấy xe này luôn, bây giờ hỗ trợ luôn, chạy xuống đây nó lúng rồi, lúng cái đầu nó trọn đất luôn này. Chạy qua thấy ok không? Đủ trớn được, cũng đủ trớn rồi dính nữa. Chạy né nó chậu lên, nó chậu trước à, hay quá. Thank you.
Rồi quay kết thúc chia sẻ chiếc cúp chiếc cát 132 nữa múc đất lên cho bạn. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong video sau ha. Rồi cảm ơn các bạn.